Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay, thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta năm số đó chính là 5, 9, 8, 8, 2 Với tâm càng chạm 8 đầu chạm 8 đuôi chạm 2 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Đã chiến thắng con 3 càng đề 8, 8, 2 Và con đề 8, 2 Và con đề 8, 2 này thì nằm ở trong cái được cầu đó Chính là được cầu tổng đề không Và tổng đề chẵn phải không ạ Và tiếp theo đó chính là ở được cầu kín zalo Thì ngày hôm nay có bạn Bình Tuyết Thì khách ruột của tôi phải không ạ Sau một thời gian tôi không lên video Và hôm nay tôi lên kênh mới Thì bạn có bảo với tôi rằng Lâu lắm hôm nay mới thấy bạn lên video Và tôi có bảo với bạn Ừ mình bận một số việc đẹp này bạn được hay mất thì bạn có bảo với tôi rằng từ khi bạn nghỉ mình mất suốt nay có số nào đẹp không và tôi có bảo với bạn có để mình gửi cho bạn nhé và tôi có gửi cho bạn chờ ở đây đó chính là con bạch thủ lô 32 để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 23 tháng 3 năm 2024 phải không ạ lúc 16 giờ 15 phút như vậy là con bạch thủ lô 32 thì ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây hai nháy nô tô nháy đầu tiên nằm ở giải 5.4 nháy thứ hai nằm ở à, giải 6.3 xin chúc mừng với tất cả anh chị em phải không ạ và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chúng ta chơi ở cái dàn đề dàn đề này thì tôi lấy ở cái đường cầu đó chính là đường cầu bộ đề 23 thì gồm có những các con đề như sau đó chính là 2332, 2882 và 7337, 7887 thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề đặc biệt 82 con đề đặc biệt 82 này thì nằm ở trong cái đường cầu đó chính là đường cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho bạn chơi ở đây rồi rồi phải không ạ? Bạn có bảo với tôi rằng ok tối lỗ mình gửi bạn lọc xe ô nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Số bạn mình mới dám chơi tự tin chơi lớn phải không ạ? Xin chúc mừng bạn và tất cả anh chị em ở trên được cầu kín Zalo thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ? Tiếp theo đó chính là ở trên được cầu video thì ngày hôm qua tôi có đưa ra phân tích cho anh chị em chúng ta chơi đó chính là bạch thủ lô 23, song thủ lô 23 và 32 thì ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây hai nháy nô tô 32 phải không ạ? Xin chúc mừng với tất Cả anh chị em phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ ở à, trên được cầu kín cũng như là ở được cầu video và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi, đó chính là kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh, còn đã đăng ký kênh rồi thì bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để làm gì ạ? Để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đường cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó phải không ạ? Anh chị em chúng ta có thể thấy là tôi mới ra ba video mà mọi người ủng hộ tôi rất là nhiều đến hơn một nghìn người đăng ký kênh. Phải nói đến là anh chị em mà xem lại kênh của tôi thì vẫn là trông chờ và mong tôi để làm video tiếp để anh chị em chúng ta cùng nhau theo phải không ạ? Còn anh chị em nào mà muốn được chơi trên đường cầu kín để tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979 Còn bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên đường cầu video này với đường cầu đầu tiên đó chính là cái đường cầu bạch thủ lô để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 21 tháng 3 năm 2024 con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là cái con số hàng trăm nằm ở giải 3.2 chúng ta được đó chính là con số 3 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số nghìn nằm ở giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 6 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số đơn vị nằm ở giải 4.4 chúng ta được đó chính là con con số 9 và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ đường cầu số 1 phải không ạ và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 1 tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai đường cầu màu xanh ở à, đường cầu màu xanh này thì tôi vẫn để đến đó chính là con số 100 nằm ở giải 3.2 chúng ta được đó chính là con số 3 tiếp theo tôi sẽ để đến đó chính là con số hàng nằm ở giải 7.1 chúng ta được đó chính là con số 8 cuối cùng tôi sẽ này đến đó chính là con số hàng chục nằm ở giải 7.4 chúng ta được đó chính là con số 5 và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu thứ hai đường cầu màu xanh và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 22 tháng 3 năm 2024 Bạch thủ lô ở đây thì đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu đó chính là đường cầu số 1, đường cầu màu đỏ phải không ạ? Tôi có 3 cộng 6 cộng với 9 thì bằng 18 Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 8 Tiếp theo tôi sẽ đi cộng tổng của ấy, đường cầu màu xanh đường cầu số 2 Tôi có 3 cộng 8 cộng với 5 thì bằng 16 Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 6 Như vậy là bạch thủ lô 86 để chơi cho ngày 22 tháng 3 Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 22 tháng 3 năm 2024 Với bạch thủ lô 86 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là ở giải nhất xin chúc mừng với tất cả anh chị em mở bát giải nhất chúng ta đã có chiến thắng rồi thì rất là rực rỡ rồi phải không ạ không gì chiến thắng sớm hơn nữa và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày 23 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô bạch thủ lô ở đây tôi có 1 cộng 3 cộng với 6 thì bằng 10 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 0 tiếp theo tôi có 1 cộng 2 cộng với 6 thì bằng 9 phải không ạ như vậy là bạch thủ lô 09 để chơi cho ngày 23 tháng 3 trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết kết quả của ngày 23 tháng 3 thì chúng ta đã có chiến thắng hai nháy nô tô 09 nháy đầu tiên nằm ở giải 2.1 rất là sớm phải không ạ nháy thứ hai thì nằm ở giải 3.3 xin chúc mừng với tất cả anh chị em như vậy là chúng ta đã ăn được hai nháy nô tô 09 rồi và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày 24 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô bạch thủ lô ở đây tôi có 2 cộng 4 cộng với 3 thì bằng 9 phải không ạ tiếp theo tôi có 2 cộng 8 cộng với 1 thì bằng 11 một tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1. Như vậy là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là bạch thủ lô 91 và xong thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô 9119 phải không ạ? À. Như vậy là ở à, được cầu bạch thủ và xong thủ thì tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không trung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở à mức độ tham khảo. Còn ai muốn được hỗ trợ chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất anh chị em nhé. Và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở đường cầu lô tô rơi và đường cầu lô tô kép. Đầu tiên đó chính là ở đường cầu lô tô rơi. Đường cầu lô tô rơi thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Đó chính là cái con lô tô rơi 09 phải không ạ? Con lô tô rơi 09 mặc dù ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy lô tô rồi. Và đường cầu gần đây nhất anh Đồng đã giả về cho chúng ta 4 ngày liên tiếp cơ. Nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa con lô tô rơi nữa mà tôi sẽ muốn chọn cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ nên chơi cho tôi đó chính là cái con a à lô tô rơi 73 anh chị em nhá. Và lô tô rơi 73 thì ở đường cầu gần đây nhất, anh đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày tổng là ba nháy lô tô nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Biết đâu là chúng ta có thể chiến thắng hai nháy lô tô 73 phải không ạ? Và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cái đường cầu, đó chính là đường cầu lô tô kép. Ở đường cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây, đó chính là con lô tô kép 33. Con lô tô kép 33 đang có độ đó chính là hai ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ bốn thì chúng ta sẽ vào chơi cho tôi và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa con lô tô kép nữa đó chính là cái con à, lô tô kép 88 anh chị em nhá. Con lô tô kép 88 này thì đang nằm ở được cầu lô tô khan nên là tôi sẽ không chốt cho anh chị em chúng ta chơi. Mà bù lại anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô kép 66. con lô tô kép 66 đang có biên độ hai ngày chứa ra. Ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ chơi cho tôi và cuối cùng đó chính là ở được cầu xiên quay. Chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 09, 73, 33 và 66. Như vậy là những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai anh chị em nào trung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi không trung cầu không kết số chúng ta lê dừng lại ở mức độ tham khảo ở à, trên được cầu video này tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 trên 85 phần trăm mà thôi nên là anh chị em chúng ta không nên chơi to không nên chơi lớn làm gì còn ai muốn được chơi to chơi lớn thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tôi tôi sẽ giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta có được những các con số đẹp và số chuẩn xác nhất và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở cái được cầu dàn đề ở à, đường cầu dàn này thì tôi sẽ lấy ở cái bảng thống kê đặc biệt đó, chính là bảng thống kê đặc biệt theo tuần phải không ạ? Ở à, đường cầu đầu tiên tôi sẽ lấy từ ngày 21 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày mai ngày 24 tháng 3 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng. Và với đường cầu tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ lấy cho tôi, đó chính là từ cái ngày ở đây thì tôi sẽ lấy từ ngày 14 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 17 tháng 2 và tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là ở à, cái được cầu đầu tiên này của chúng ta đã được hình thành rồi phải không ạ? Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai. À được cầu thứ hai thì tôi sẽ lấy từ ngày 24 tháng 1 cho đến cái ngày 27 tháng 1 và tôi sẽ lấy hai con số đầu tiên nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục nghìn và con số hàng nghìn. Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày 21 tháng 3 ở à, ngày 21 tháng 3 này thì tôi sẽ lấy từ ngày 24 tháng 1 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 14 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên thì anh chị em chúng ta sẽ có đó chính là con đề 66 và 11 tiếp theo chúng ta có 6776 và 6006 ở à, đây thì chúng ta có đó chính là 1661 1771 và 1001 như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 21 tháng 3 và ngày 21 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 66 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 22 tháng 3 tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 25 tháng 1 để đi ghép với cả ngày 15 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên ở đây thì tôi có đó chính là con đề 7337 tiếp theo chúng ta có 7887 và 7117 phải không ạ và ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi con đề 2332 2882 và 2112 như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 3. Ở à, ngày 22 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề đặc biệt 71. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em như vậy chúng ta đã có chiến thắng của ngày 22 tháng 3. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 23 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày 26 tháng 1 để đi game với cả ngày 16 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên ở đây tôi có đó chính là 2882, 2662 và 200, 2442, phải không ạ? Tiếp theo chúng ta có đó chính là 0880, 0660 và 0440. Như vậy là ở à, cái được cầu dài đèn này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3. Thì với ngày 23 tháng 3 với giải đặc biệt, anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề đặc biệt 82. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy là ba ngày liên tiếp chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ? Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày 24 tháng 3 năm 2024 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày à, 27 tháng 1 để đi gấp với cả ngày 17 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên ở đây thì tôi có đó chính là con đề 6226 tiếp theo tôi có đó chính là 6996 và 6446 ở đây tôi có con đề 1221 1991 1441 như vậy là ở cái được cầu dài đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhờ nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai anh chị em nào trục cầu cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi không chung cầu không kết số chúng ta nên dừng lại ở mức độ tham khảo để tránh cái tình trạng chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai anh chị em nhé